kế chuyển để mời đến toàn thể quý vị khách quý, các cụ, các ông, các bà, các bác, các chú, các anh, các chị, các bạn trẻ đoàn viên năm lớp thứ nhất, bạn bè bạn bè đến từ không kể gần xa, những ai nhận lời tâm tình của gia đình và nhận tấm tiếp hồng trao tay thân ái của cô dâu và chú rể, xin hãy nhanh chân và nhẹ bước để trở về với trung tâm sân khấu. Chúng ta sẽ đặt môn trường cưới của chú rể và cô dâu để chúng ta cùng chọn cho mình với chiếc ghế ngồi thoải mái nhất, đẹp nhất, ưng ý nhất để chúng ta chọn cho mình chỗ ngồi tự nhiên nhất để chúng ta cùng cùng với niềm chung vui với gia đình tham dự trạng lễ thành hôn. Mừng hạnh phúc, chúc mừng hạnh phúc để cho cô dâu Thúy Điển thể hiện cùng chú rể sưởng sỉ trong lễ của em được tổ chức tại bên gia đình họ nhà cái buổi tối hôm nay. Một lần nữa, ban tổ chức vâng, kính thưa các cụ, các ông, các bà, các bác, các chú, trân trọng và thân mến, quả thật đúng là còn gì đẹp trên đời hơn thế. Có hạnh phúc nào bằng thương cửa lứa đôi, trăm hoa như nở một ngày, một phút không bàn đợi chờ, trăm năm, một phút không bàn đợi chờ tình yêu. Vâng, kính thưa các cụ, vâng, ngài là ngài hoàng đạo đã đến, các bạn trẻ đã chọn riêng mình, đã lên thiên người vợ chồng. Vâng, các đồng hồ của ban tổ chức cho tôi đã đến giờ, và giờ đây ban tổ chức của tôi xin rất là trân trọng kính chuyển lời mời của gia đình họ nhà gái. Mời toàn thể quý vị, quý các cụ, các ông, các bà, các bạn trẻ, các thanh thiếu tú, chúng ta đang có mặt ở phía ngoài trung tâm tập hội trường đây chàng hút thuốc để cùng dùng bữa tiệc chia vui với gia đình tham dự đại lễ thành hôn. Mừng hạnh phúc, chúc phúc cho cô dâu Thúy Điển thành viên cùng chú rể thượng chỉ cho lễ của em buổi chiều ngày nay. Một lần nữa đã đến giờ, xin ở nhà mình đây là thành viên cùng chú rể thượng chỉ buổi tối hôm nay. Đây là bài khen trống nổi lên điểm đón đoàn thanh niên vào dự bữa cơm thanh niên của cô dâu chú rể ngày hôm nay quý vị các bạn nhé. Chúng ta cùng dùng bữa tiệc chung vui với hai bên gia đình tham dự buổi lễ thành hôn. Mừng hạnh phúc trăm năm cho chú rể thượng chỉ xây duyên cùng cô dâu Thúy Điển cho lễ của hai buổi chiều ngày hôm nay. Một lần nữa đã bây giờ, xin mang những người làm chương trình ban tổ chức chúng tôi xin bắt đầu trân trọng kính mời và kính mời để tham dự bữa tiệc chung vui với gia đình, chúc mừng đại lễ thành hôn. Mừng hạnh phúc chúc mừng cho cô dâu Thúy Điển xây duyên cùng chú rể thượng chỉ cho lễ của hai em được tổ chức tại bên gia đình họ nhà gái buổi chiều ngày hôm nay. Một lần nữa ban tổ chức chúng tôi xin phép nhau được chào đón và trân trọng duyên cùng cô dâu Thúy Điển hôn lễ của thành hôn của hai em buổi chiều ngày nay. Vâng, lời đầu tiên cho phép MC Xuân Phú xin phép được gửi đến toàn thể các cụ, các ông, các bà, các bác, các chú, các anh, các chị, các bạn trẻ, đoàn viên nam nữ thanh niên trên toàn thể hội trường với một lời cảm ơn chân thành, lời kính chúc mạnh khỏe và lời chào mừng đầy nhiệt huyết. Vỗ tay. Vâng, xin quý vị chào đón tất cả các đồng nghiệp. Mời toàn thể quý vị khách quý hai hướng theo tay chúng tôi chỉ để cùng chào đón hai nhân vật chính của chúng ta. Ban tổ chức chúng tôi xin rất là trân trọng giới thiệu và kính mời chủ nhân cánh thiệp hồng của chúng ta ngày hôm nay. Vâng, ban tổ chức chúng tôi xin rất là trân trọng giới thiệu và trân trọng kính mời cô dâu Thúy Điển và chú rể Phương Sĩ. Vâng, xin trân trọng kính mời chú rể Phương Sĩ và cô dâu Thúy Điển hai em gái khẩn trương. Và hiện giờ chúng ta đang được chứng kiến chú rể và cô dâu đang di chuyển từ phía ngoài cổng trở về với trung tâm đài hoa phúc của hai em. Vâng, kính thưa quý vị, tay trong tay của cặp huy lương và trẻ họ đang dìu nhau đi lên trong niềm hân hoan tuyệt vời của những người đang nếm trải mật ngọt tình yêu, những bước đi chung thủy đầu tiên trên con đường đời thật vững vàng và tự tin. Bởi hai em luôn tin tưởng được rằng tình yêu luôn có một sức mạnh diệu kỳ, luôn tạo nên các màu có thật dưới cõi đời này. Vâng, hiện giờ sĩ diện của chú rể và cô dâu hai bạn trẻ đã có mặt tại trung tâm đài hoa hạnh phúc của hai em. Xin mời toàn thể hội trường cưới ai bên trong chàng pháo tay tâm đến để chúc phúc cho cô dâu chú rể nào. Cảm ơn mọi người, xin mời. Vâng, xin cảm ơn toàn thể quý khách quý rất nhiều và rất nhiều. Vâng, và giờ đây ban tổ chức chúng tôi xin phép được trân trọng kính mời chú rể và cô dâu hái thêm cái cúi chào thật sâu để cảm ơn đến toàn thể quý đại biểu khách quý hôm nay. Xin mời. Vâng, vừa rồi chú rể và cô dâu cũng đã dành một cái cúi chào thật là lãng mạn để gửi tới quý vị khách quý. Và giờ đây ban tổ chức chúng tôi xin mời toàn thể quý vị khách quý hái đừng quên cùng hái thêm một tràng pháo tay thật lớn để chúc phúc cho cô dâu chú rể đúng không? Vâng, cảm ơn quý rất nhiều và rất nhiều. Vâng, giờ đây ba tuổi toàn thể quý vị khách quý chúng ta hái cùng phá cố tự nhiên để chúng ta cùng dùng bữa tiệc chia vui với gia đình, chúc phúc cho cô dâu và chú rể ngày hôm nay. Vâng, chúc toàn thể quý vị các bác luôn có một sức khỏe dồi dào, mạnh khỏe, hạnh phúc. Và chúc toàn thể các bạn trẻ nam thanh nữ tú luôn có một sức khỏe dồi dào, mạnh khỏe, hạnh phúc, luôn có nhiều tình yêu. Vâng, chúc các bạn trẻ các bác
rồi toàn thể quý vị khách quý, ngày hôm nay có một bữa tiệc thật là ngon miệng và có một chương trình thật là vui, thật là đầm ấm. Xin cảm ơn Khuyên rất nhiều và rất nhiều. Vâng, kính thưa toàn thể quý vị khách quý thân mến, quả thật đúng là yêu và được yêu, quả thật đúng, nói cho là thật là đơn giản. Tình yêu nó thật là đơn giản thiết thực, nhưng nó thật gần gũi thiêng liêng và cao cả. Tìm hiểu yêu thương gắn kết và tạo dựng, đó là quy luật của con người trong kiếp nhân sinh. Từ khi con trẻ con bé thì chú rể Phương Sỉ và cô dâu Thi Viện ngày hôm nay, hai em họ đã được sinh ra và lớn lên trong vòng tay yêu thương của bọc của ông bà cha mẹ hai bên gia đình. Và khi không lớn trưởng thành trên bước đường học tập công tác, thì đôi ta ơn của chúng ta trong quá trình đã tìm hiểu và quen biết. Sau quá trình 2 năm, hai em đã tìm hiểu quen biết, hai em đã tìm hiểu kỹ càng đàng hoàng và hết sức công khai. Cho đến buổi trưa ngày hôm nay, đã đủ tháng đủ ngày, đủ gạo đủ tiền, đã đủ gạo làm chồng, đủ công làm vợ, đủ thuốc đủ chè, đủ cả bạn bè, đủ cả bên nữ, đủ cả bên nam. Về đây mừng cho đám cưới, mừng cho hạnh phúc, chúc phúc cho cô dâu Thúy Viễn và chú rể Phương Sỉ ngày hôm nay. Và giờ đây ban tổ chức chúng tôi xin rất là trân trọng kính mời toàn thể quý vị khách quý, chúng ta hãy cùng nâng ly lên để cùng cất lên tiếng lời rồi chúc phúc cho cô dâu chú rể được không nào quý vị. Vâng, xin mời tất cả chúng ta bây giờ chúng ta hãy cùng khẩn trương nâng ly, chúng ta hãy cùng khẩn trương rót tiếp những ly rượu của mình nữa này ạ. Vâng, thương chàng thì em rất là thương, nhưng mà thương nhất là lúc này rượu nó còn kẹt những đàn cành của kia, vẫn có vẻ là rất là ảo. Vâng, kính thưa quý vị khách quý thân mến, vâng, quả thật đúng là mối trong đêm đỉnh núi hiền hòa, thì chúng tôi xin phép được trân trọng kính mời toàn thể quý vị khách quý hãy lên trên một tràng pháo tay to lớn để chúc mừng cho đoàn chàng đúng không ạ quý vị. Xin mời. Vâng, cảm ơn toàn thể quý vị khách quý rất nhiều và rất nhiều. Vâng, và giờ đây ban tổ chức chúng tôi xin phép được trân trọng kính mời toàn thể quý vị khách quý hái hướng trở về, hái hướng tầm mắt của mình trở về trung tâm đài hoa hạnh phúc của chú rể và cô dâu, để chương trình đại lễ thành hôn của chú rể và cô dâu sẽ được bắt đầu ngay sau đây. Thúy Viện, Phương Sỉ trong lễ của hai buổi chiều nay xin phép chính thức bắt đầu xin lên một tràng pháo tay thật là quý vị. Vâng, xin cảm ơn quý rất nhiều và rất nhiều. Vâng, một lần nữa xin chúc hai em trăm năm hạnh phúc. Vâng, xin cảm ơn hai bạn đã báo pháo rất là tuyệt vời. Vâng, một lần nữa. Trân trọng kính chuyển lời mời của cô dâu và chú rể. Xin trân trọng kính mời hai bác trưởng đại diện cho giữa hai bên gia đình để cùng trở về lên sân khấu để có đôi lời để chia sẻ với hai em. Kính thưa toàn thể quý vị khách quý, kính thưa bác nghe đò, quả thật đúng là công cha như thối Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước, người người biển đông. Giờ đây hai chúng con đã lên vợ thành chồng thì cũng không thể thiếu đôi câu bác trưởng đại diện cho gia đình con gái trai, đó là anh Phượng Báo. Xin trân trọng kính mời anh hãy trở về với trung tâm đài hoa hạnh phúc của chú rể. Vâng, xin mời bác hãy trở về. Vâng, xin mời bố mẹ của chú rể, ông Triệu Triều Phú Ú, Triệu Phượng Tròi Phú và bà Triệu Bùi Triều. Bố xin phép được trân trọng kính mời. Vâng, kính thưa toàn thể các cụ, các ông, các bà, các bác, các chú, các anh, các chị, các bạn trẻ, đoàn viên, nam nữ thanh niên, bạn bè, nam thanh nữ tú của chú rể và chú rể và cô dâu. Đó là niềm vinh hạnh lớn nhất của chú rể và cô dâu để nuôi hai em nhỏ trưởng thành, cô nữ trưởng thành để tình vợ gả chồng như ngày hôm nay, thì cũng không thể thiếu được những công ơn sinh thành của bố mẹ ngày hôm nay. Vâng, xin chào, kính mời bố của chú rể đó ạ, mẹ của cô dâu đó ạ, mẹ của cô dâu đó ạ. Xin hãy tạm thời bàn trà danh dự của mình ở phía trong nhà để trở về với đứng bên cạnh chú rể và con dâu để ra mắt với con viên hò. Phú đâu ạ? Bác Triệu Chiếm Phú đâu ạ? Xin hãy cẩn trương. Vâng ạ. Từ trong trường cá thì một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng cho ông bà cha mẹ ông chị ơi. Vâng, một lần nữa xin cảm ơn toàn thể quý khách quý rất nhiều và rất nhiều. Vâng, quả thật đúng là ai đã từng sinh con thì mới thấu hiểu hết nỗi lòng của những người làm cha làm mẹ. Đã mang thì phải mang 9 tháng 10 ngày để mong cho hai con nhanh lớn trưởng thành, để rồi dừng vợ cả chồng cho con cái. Đó là trách nhiệm quý giá vô bờ bến của những người làm cha làm mẹ. Chính vì thế hai em hãy nhớ lấy một điều rằng công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước, người người biển đông. Giờ đây hai em đã đi vợ thành chồng thì cũng không thể thiếu được những con câu dặn dò cho của cha mẹ của hai em ở bên cạnh hai em. Vâng, chính vì sự yêu thương và trân trọng ấy, giờ đây ban tổ chức chúng tôi xin phép được trân trọng kính mời bố của chú rể có đôi lời phát biểu chia sẻ với hai con. Xin trân trọng kính mời. Ở đây mà bố chú rể đây mà. Vâng. Vâng, xin chào, xin chào, trân trọng kính mời bạn.
Nói. Gia đình cả của ai anh cả anh chị em cả bố mẹ cũng rất là yêu thương, rất là xúc động. Phải nói là lúc đầu thì chưa thể nói lên lời. Vâng, quý vị thông cảm. Vâng, một lần nữa ban tổ chức chúng tôi xin phép được trân trọng kính mời toàn thể quý vị khách quý trong chiều cưới cùng hai dàn cho họ một để tượng trưng cho tình yêu, đó là giọt nước mật ngọt tình yêu cho đôi bạn trẻ sau này. Vâng, kính thưa toàn thể quý vị khách quý thân mến, và hiện giờ tay trong tay của cặp quy đương của bạn trẻ chú rể Phượng Sỉ và cô dâu Quý Viễn, hai bạn đang tay trong tay để rót lên những ly rượu nồng, rượu tình rượu nghĩa, rượu hiếu để nâng lên, chuẩn bị nâng lên để cảm ơn những ơn sinh thành dẫn dụng cho hai bên bố mẹ của mình. Một lần nữa ban tổ chức chúng tôi xin phép được trân trọng kính chuyển lời mời tới chú rể và cô dâu hai em gái cẩn trương ạ. Vâng, xin trân trọng. Đừng gây muốn mặn, xin đừng quên nhau. Vâng, hôm nay hai chúng con đã nâng lên những ly rượu này để cảm ơn những ơn sinh thành dẫn dụng của những người làm cha làm mẹ đã cho hai chúng con đến ngày hôm nay đã trưởng thành và đã bố mẹ đã cho chúng con một ước mơ để ngày hôm nay thật là không, nhưng mà anh muốn quay bắt tay à? Chú chùa này, như vậy miền nhà quân đội đi làm miền đấy, đi hoài tàu ca ấy, rửa nhất tổng hoài, núi xe đi to thiệt cái như vậy, ta hỏi nhảy như vậy núi nhất đấy, rửa nhất tổng hoài, tới nhà cháu như hoa tùng, chọn cháu đây hoài ra mình, thiên thiên nhà bài phim tẩy nhà bài xúc thấy hổ mũi đi làm miền, cho tàu ca thế tàu, to năm hay là tái cho hay tàu, cho hay lưu lắm. Đi mà nó mẹ cá lồ, nó khổ. Nó cá nhé. Thì mới cảm thấy ăn vàng. Giờ phép sẽ bao nhiêu ạ? Thế này. Thế tư hay vàng. 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 Thế tư cho hỏi mà miền tỏi trên Facebook rồi nên số điện thoại tôi xóa mi ô tàu mà miền có cái số điện thoại tôi xóa mi ô là biệt đấy được chuyển tiếp ngoài á, ngoài tôi lo chẳng hỏi gì hết á. Em uống với A Sung em phải trồng đít đấy, trồng đít lên trời xem nào. Em trồng đít lên trời xem nào. Nhiều lần rồi. Em gặp nhau nhiều lần đúng không? Ừ, nhưng mà về tự in nhá. Rồi là à. À A Sùng gặp cô này nhiều rồi nhá. Ở bụi nào đấy? Em ở bụi nào khay ngay. Ở trong đường. Trong đám cưới của người Dao ấy sẽ mổ rất nhiều con lợn quý vị các bạn nhé, như là mổ tầm 5 đến 7 con và mỗi một con tầm ít nhất là tầm 80 cân đến trên tạ quý vị các bạn nhé. Quý vị các bạn có thể thấy răng nanh rất dài này, đó cái răng nanh rất dài luôn. Đấy.